Alo nhé, xin chào mọi người. Hôm nay thì anh em ekip của Spotify đi đến nhà của Quang Hải để quay một cái chương trình. Thì đang đi từ nội thành đến khu vực gọi là Xuân Ba, Đông Anh, đúng không anh nhỉ? Xuân Ba, Đông Anh đúng không? Thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nội. Đấy, các bạn ai mà chưa biết nhà Quang Hải thì đến đấy, xong nghe nói là đến đấy phát là hỏi nhà Quang Hải thì ai cũng biết. Thấy bỏ cô bán rau cũng biết. Đấy, bây giờ Quang Hải rất nổi tiếng rồi. Đây là cái đường này, là cái đường Võ Chí Công, đường ra sân bay quốc tế Nội Bài các bạn ạ. Hôm nay thì chúng ta sẽ có những hình ảnh đến từ nhà Quang Hải. Rất mong là chúng ta sẽ có nhiều hình ảnh đẹp và chia sẻ hay của gia đình nhà Quang Hải các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong quãng đường đến nhà Quang Hải. Các bạn ơi, đi khoảng 20 phút thì đây này, 2:20 này này, là đã đến với đoạn Đông Anh rồi. Bây giờ không biết là sắp rẽ là rẽ phải rẽ trái bác Tài. Rẽ phải. Rẽ phải, xong rẽ phải các bạn nhé. Sắp đến nhà của ngôi sao Quang Hải rồi. Đấy, các bạn nhìn đi. Hôm nay ekip anh em đi có 4 người. Mỗi người có một công việc khác nhau. Các bạn ơi, chúng tôi đang ở đường Lê Hữu Tịu và lúc này thì được một anh bạn đồng nghiệp nói là cũng sắp đến nhà Quang Hải rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ phải hỏi đường ở một người dân ở đây thì chúng tôi mới có thể biết được, chứ bây giờ anh em không nhớ là cụ thể chính xác đường. Đây, bây giờ chưa biết rẽ phải ra trái hả Tú? Chưa biết được, không nhớ. Thế thì phải đến ngã tư kia hỏi cái quán nước. Nhớ đi quán. Quán nước với chắc cả cái ủy ban nhân dân Xuân Nội này. Vâng, Sơn Nội. Thì hay hỏi ở đây đi. Đấy, kính hỏi đi, hỏi đi. Được nơi hỏi không? Đây, để xuống hỏi được. Hỏi đi. Thôn đường Nhạn. Nhà Quang Hải á. Đi hết đường này rồi, đi hết tay trái. Đi hết đường thẳng này, đi hết đường thẳng này, hết tay trái rồi. Cái đường này đi tay trái. Vâng, lên ngã tư làng rồi. Nhà nó ngay đấy. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Cảm ơn. Thế đường này dưới tay trái các bạn nhá. Hết đường dưới trái này. Hết đường này dưới tay trái. Anh đưa địa chỉ. Nhà cầu thủ Quang Hải ạ. Bảo hỏi thôn đường Nhạn. Có phải kéo ngoài kéo kéo xuống anh. Ở đâu? Dạ, cái đường Nhạn đấy ạ. À, đi cháu đi thẳng cho dưới tay trái. Đường Quang Nhạn mà đi vào Quang nhà Quang Hải ấy bà. Thôn đường nhà. Thôn đường đi thẳng đây nha, ngã tư sao cho rẽ tay trái đi thẳng là đến nhà Quang Hải. À. À, đến ngã tư rẽ trái á. Ừ, đi ngã tư ngay đây thôi mà. Cách đây khoảng bao lâu nữa bà? Ngã tư gần rồi, đây mà. Vâng, chào cảm ơn. Như vậy chúng ta thấy là ở đây ai cũng biết nhà Quang Hải các bạn ạ. Hỏi đến ai cũng biết nhà Quang Hải luôn. Xuân Nhạn. Quang Nhạn hay Xuân Nhạn? Đường Nhạn. À, đường Nhạn. Anh em đang bảo ở đường vào nhà ngôi sao Quang Hải là hơi xấu. Hy vọng là Quang Hải sẽ có đủ điều kiện để chúng ta xây một cái đường đường mới để cho đây, đường hơi nhiều ổ gà các bạn nhé. Đấy, tôi zoom cho các bạn nhìn thấy. Dân ở đây thì dân thân thiện lắm, anh biết là Quang Hải. Ở đây thì thôn làng các thứ là cũng rất là Việt Nam thôi, cũng chưa bị ảnh hưởng quá nhiều bởi đô thị hóa. Đấy, đường vẫn ổ gà ổ voi ổ chuột. Ở đây thì nhiều cửa hàng bán đồ lặt vặt nhiều, cũng có đầy đủ tiện nghi, không thiếu gì cả. Để quan sát là như thế, nhiều cây cối lắm. Chúng ta sắp đến nhà Quang Hải các bạn ạ. Hỏi bà trẻ con này biết này. Chú hỏi bà nhà Quang Hải vào đường nào cháu nhỉ? Bà nhà Quang Hải vào đường nào? Không, đừng mở cửa đấy, mở cửa. Mở cái này này. Không mở được. Ôi bà ơi, bắn nè. Đi vào sau anh trong bé này. Chú cứ ra chó săn cỏ. Đi mẹ chú đến bên đường. Đâu quá chú ơi. Đâu dẫn cho chú. Ok. Đâu. Lấy vào đây rồi. Dẫn luôn. Rồi. Cảm ơn nhá. Trẻ con đây chửi bậy luôn các bạn ạ. Thú vị quá. Trẻ con rất hoành tráng luôn. Cắt cử một chi tiết rất thú vị các bạn ạ. Vừa hỏi nhầm một cái người, người ta bị điếc nhưng mà người ta vẫn chỉ đúng đường. Khiếm thính. Tức là có một cái người dân, người ta đi qua, người ta bảo là đây ạ. Đúng chưa? Cửa đỏ có cờ đúng không ạ?
À kia kìa, có cờ to kìa anh kìa. Liên hoan luôn. Có cờ to to đùng đấy kìa. À, trong xe ở đây luôn. Có cờ to đùng đấy kìa. Đấy, cờ to đùng đấy. Nhưng không biết có phải nhà đấy không? Bạn này không nhớ nhà. Đúng. Chuẩn rồi, chuẩn rồi. Như này là chắc là đúng rồi các bạn. Một lá cờ rất to, đại kỳ. Ở đây là đúng cái sân này rồi. Đúng sân này rồi. Sân bóng này rồi. Nhà này chuẩn luôn để dựng xe ở đây. Các bạn ơi, đến nhà Quang Hải rồi này. Đây là cái nhà tôi giới thiệu các bạn là cái đường này là đường đi vào vừa nãy này. Đấy, bây giờ taxi vừa nãy. Anh là Grab, anh ấy chở chúng tôi đến đây. Thì cái đường này là đường to. Rẽ và phải ở phát là nhà Quang Hải đang ở đây. Các bạn nhá. Đây, đối diện nhà Quang Hải là cái sân bóng luôn. Có rất là nhiều các bạn, các trẻ nhỏ đang đá bóng ở đây. Một không khí rất là yên bình trước sân nhà Quang Hải. Đây chính là nơi ươm mầm cho Quang Hải các bạn nhé. Tuyệt vời quá. Các bạn ơi, đây là tôi sẽ tiến vào trong cái sân bóng này cho các bạn nhìn thấy nhá. Đây chính là cái sân trước nhà Quang Hải. Tuyệt vời. Nghe nói là Quang Hải ngày nhỏ hay đá bóng ở đây. Tuyệt vời. Đây là anh em đang bước vào nhà Quang Hải các bạn nhá. Đang vào bấm chuông nữa anh Hải ơi. Bấm chuông không? Bác ơi. Đây là nhà Quang Hải 23 tầng. Hôm nay cháu tặng quà cho nhà. À nhé. Quang Hải. Anh phải trong nhà đấy. Vâng ạ. Rất nhiều các cái ở đây, rất là nhiều các bạn trẻ đang tò mò nhìn vào trong nhà Quang Hải, đang nói về những chiếc kỷ vật hay những chiếc áo của Quang Hải. Đây này, trong nhà Quang Hải có rất là nhiều kỷ vật các bạn nhá. Chút nữa thì mình sẽ quay đầy đủ các bạn. Đấy, đang tác nghiệp thì có rất là đông những người ở khu vực thôn, ở một thôn ở Sóc Sơn đến các bạn ạ. Đông lắm. Họ di chuyển bằng xe phương tiện thô sơ. Đến đây thì có cả người lớn trẻ nhỏ đến cổng nhà Quang Hải để cổ vũ. Đấy, các bạn nhìn thấy những chiếc cúp tự chế. Mình đang băn khoăn là không biết là với những cái tiếng động như này thì bố mẹ của Quang Hải có cảm thấy bị phiền không, gia đình Quang Hải có thấy bị phiền không? Các bạn thấy có sôi động không ạ? Đây là cái khoảnh khắc mà trước cái lúc trận đấu giữa Việt Nam và Iran tại Asian Cup 2019 chuẩn bị diễn ra đấy các bạn ạ. Đây là mẹ Quang Hải đấy các bạn ạ, đang cầm máy điện thoại để quay lại những cái hình ảnh này. Và gia đình Quang Hải thì rất là... Đây, mẹ Quang Hải đây. Rất là vui khi mà mọi người đến. Cô ấy đang quay lại những cái hình ảnh của các bạn người hâm mộ. Những người hâm mộ người ta đến, người ta khuấy động những cái không khí tại trước cổng nhà Quang Hải. Mẹ Quang Hải. Quang Hải rất giống mẹ các bạn nhỉ? Giống mẹ lắm. Và rất là bất ngờ khi mà gia đình Quang Hải đã đồng ý cho tất cả các bạn trẻ và những người ở thôn khu vực Sóc Sơn này vào tận nhà và khuấy động không khí, chụp ảnh, náo nhịp. Nhà Quang Hải thì có hai gian, thì đây là cái khu vực mà cái nhà xây đầu tiên đấy, miếng đất, mảnh đất từ thời các cụ để lại. Và phòng khách thì trưng bày rất là nhiều những cái kỷ vật của Quang Hải trong quá trình đi thi đấu, cũng như là quà tặng của với cả danh hiệu của những cái đơn vị, những cái giải đấu. Trẻ em ở quanh khu nhà Quang Hải thì được mẹ Quang Hải chia sẻ là
sau khi mà cái giải U23 châu Á thì trẻ em ở đây không tìm đến những cái trò chơi điện tử nữa, mà họ mà trẻ em ở đây thì bắt đầu ra sân bóng chơi nhiều hơn, yêu bóng đá hơn. Đấy là cái điều rất là vui, là tuyệt vời các bạn. Sau khi mà khuấy động phong trào xong thì họ ra uống nước, hàng xóm rồi những người cổ động viên người ta đến đây. Bố mẹ Quang Hải thì rất là nhiệt tình, tiếp cả mang cả thùng bia ra để mời bà con uống, rất là vui. Đúng là tình làng nghĩa xóm ở quê luôn, rất là tuyệt vời. Đấy, bố Quang Hải các bạn ạ. Quang Hải thì trông giống cả bố lẫn mẹ, ánh mắt rất là giống đúng không ạ? Rất giống Quang Hải, đặc biệt là giống bố các bạn nhìn nhé. Sau khi Quang Hải nổi tiếng thì người dân như này người ta đến một cách rất là thường xuyên, và cái việc mà tiếp đãi dân làng ở đây, dân làng quanh khu này thì nó là cái chuyện rất là quen thuộc đối với Quang Hải rồi, đối với gia đình nhà Quang Hải, họ tỏ ra rất là vui. Khi được hỏi thì gia đình có ý định chuyển lên thành phố Hà Nội ở không, chuyển ra trung tâm thành phố không, thì họ không có ý định đấy, họ muốn là ở đây thôi. Và đây là những cái hình ảnh đặc biệt trong nhà Quang Hải, những kỷ vật. Điều đặc biệt là tôi lại thấy Quang Hải có vẻ như thích Eden Hazard. Ở trong nhà Quang Hải thì có hình của Eden Hazard. Và đây những cái kỷ vật của Quang Hải, bức ảnh, những cái bức tranh vẽ danh hiệu quả bóng vàng, quả bóng đồng, rất tuyệt vời. Rất may mắn cho chúng tôi là được ghi lại những cái hình ảnh này. Quang Hải hồi nhỏ, Yamaha Cup các bạn ạ, rất tuyệt vời. Đấy, cả gia đình nhà Quang Hải, bố mẹ Quang Hải sinh ra là hai anh em. Anh của Quang Hải là hơn Quang Hải 3 tuổi và đang làm xăm hình tattoo. Cầu xăm hình thì liên hệ nhé. Cái tủ của gia đình nhà Quang Hải cảm thấy là đã chật chội rồi các bạn, cần phải có thêm những cái tủ mới, xây một cái tủ và làm cái tủ to hơn. Đây là hiệu bản thắng đẹp U23 châu Á, rất tuyệt vời. Trách nhiệm huân chương lao động 3 đấy. Bức tranh của câu lạc bộ Chelsea có Eden Hazard, cái tờ lịch được các đơn vị tặng. Anh em nhà Quang Hải, anh em khá giống nhau, và cũng được biết là anh của Quang Hải là đá bóng rất là hay các bạn nhé, đá bóng hay lắm. Đấy, gia đình nhà Quang Hải tạm biệt và cảm ơn những người hâm mộ đến đây, họ đã đi về. Tất cả mọi thứ nhà Quang Hải anh em đều biết rồi, nhưng có một thứ mà ít người biết, đấy là Quang Hải hâm mộ Eden Hazard. Và Harry Kane. Bên này cũng có Eden Hazard này các bạn. Các bạn nhá. Bên này có cả Eden Hazard. Đó. Còn này bộ sưu tập nhà Quang Hải thì nhiều lắm. Thôi mà mình không được phép tác nghiệp nữa. Rất là tiếc. Anh em đang chờ xe để về nhé. Tôi giới thiệu các bạn, đây là nhà Quang Hải này. Nhà Quang Hải. Đây là nhà cũ. Còn đây là nhà xây năm 2016. Được biết thì là Quang Hải có phòng riêng, nhưng mà ít ngủ phòng riêng, toàn ngủ mấy anh trai ở đây thôi. Đấy.
Các bạn vừa xem những hình ảnh là toàn người hâm mộ đến từ những cái làng xóm gần đây đến gọi là đồng hành chia sẻ niềm vui các thứ cùng với cả nhà Quang Hải. Bố mẹ Quang Hải nhận định đó.